Tiểu sử đồng chí Trần Đức Lương. Ông Trần Đức Lương sinh ngày mùng 5 tháng 5 năm 1937 tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là một chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1997 đến năm 2006, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9 và Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị khóa 8. Tháng 2 năm 1995, ông tập kết ra Bắc học sơ cấp học bổ túc trung cấp địa chất kỹ thuật viên đội trưởng đoàn phó kỹ thuật địa chất bí thư tri đoàn tri ủy viên bí thư tri bộ liên tri ủy viên từ năm 1959 ông quyết định gia nhập đảng lao động việt nam từ tháng 9 năm 1966 đến tháng 1 năm 1970 ông học tại trường đại học mỏ địa chất hà nội hệ chuyên tu đảng ủy viên bí thư đoàn trường Giai đoạn năm 1970 đến năm 1987, từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 8 năm 1975, ông giữ chức phó cục trưởng Cục Bản đồ Địa chất, ủy viên Thường vụ Đảng ủy cục. Từ tháng 9 năm 1975 đến tháng 7 năm 1977, ông học trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, bí thư chi bộ lớp. Từ tháng 8 năm 1977 đến tháng 2 năm 1987, Ông giữ chức phó liên đoàn trưởng, liên đoàn trưởng liên đoàn, bản đồ địa chất, tổng cục trưởng tổng cục địa chất, sau đổi là tổng cục mỏ địa chất, bí thư đảng ủy liên đoàn, ủy viên ban chấp hành tổng công đoàn Việt Nam, bí thư ban cán sự đảng, tổng cục, đại biểu quốc hội, khóa 7, phó chủ nhiệm, do chủ nhiệm ủy ban khoa học và kỹ thuật của quốc hội, phó chủ tịch, hội hữu nghị Việt Xô, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa 5. Tháng 8 năm 1987 đến tháng 2 năm 1997, ông làm phó thủ tướng, đại biểu Quốc hội khóa 8 là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6, khóa 7, đại diện thương trực Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hội đồng tương trợ kinh tế đến năm 1991. Vào kỳ họp Quốc hội khóa 10, ông được bầu làm chủ tịch nước. Trong giai đoạn năm 1997 đến năm 2006, ông là ủy viên Bộ Chính trị, sau đó là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 8, ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, đại biểu Quốc hội khóa 10, khóa 11, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông cũng là chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trong suốt thời gian này. Sáng ngày 18 tháng 7 ông dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam rời hà nội đi thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa theo lời mời của chủ tịch nước trung quốc hồ cẩm đào cùng đi với ông là phó thủ tướng thương trực chính phủ nguyễn tấn dũng bộ trưởng bộ ngoại giao nguyễn di niên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước nguyễn văn triền Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Phạm Quang Nghị, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật và các lãnh đạo các bộ, lãnh đạo thành phố tỉnh, chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc. Ngoài ra, còn có đại diện của hơn 70 doanh nghiệp Việt Nam tháp tùng ông trong chuyến thăm Trung Quốc lần này cũng trong năm 2005 ông đã đến Hàn Quốc dự hội nghị APEC được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005 ông và các đồng sự trong cục đo đạc bản đồ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ với hai công trình bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1 trên 500.000 do Tổng cục địa chất xuất bản năm 1981 bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1 trên 500 ngàn do Tổng cục Mỏ và Địa chất xuất bản năm 1988. Ngày 24 tháng 6 năm 2006, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho biết Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vì tuổi cao và đã thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã nêu nguyện vọng xin không tái cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 nguyện vọng này đã được Ban chấp hành Trung ương khóa 9 và Đại hội 10 chấp thuận. Sau đó cùng với các ông Phan Văn Khải và Nguyễn Văn An, ông đã đọc đơn xin nghỉ hưu trước khi kết thúc nhiệm kỳ sau đó một năm. Sau thời gian đó, ông chủ yếu dành cuộc sống cho gia đình. Năm 2007, ông được tặng thưởng huân chương sao vàng. Con trai ông là Trần Tuấn Anh, giữ chức vụ. Tổng lãnh sự Việt Nam trong 4 năm tại San Francisco, sau đó Trần Tuấn Anh về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, phụ trách kế hoạch đầu tư và văn hóa xã hội, hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban kinh tế Trung ương. Con gái ông là Trần Thị Minh Anh, hiện là phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi si măng Việt Nam. Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ngày 8 tháng 1, tại phủ chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương, trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Sơn Minh Thắng, lãnh đạo văn phòng tổng bí thư, văn phòng chủ tịch nước cùng đông đảo các cán bộ đảng viên, văn phòng chủ tịch nước, thân nhân gia đình nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương và phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng trao huy hiệu Đảng, tặng hoa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ông Sơn Minh thắng phát biểu chúc mừng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và gia đình cùng tập thể đáng bộ Văn phòng Chủ tịch nước việc trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thịnh Ngọc Thịnh và phân thưởng cao quý ghi nhận của đảng đối với những thành tích và công lao cống hiến trong quá trình hoạt động cách mạng của hai đồng chí. Quá trình học tập gian luyện phấn đấu và trưởng thành của hai đồng chí là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập, nói theo. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh chủ tịch nước Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng Bộ, các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bí thư Đảng ủy Sơn Minh Thắng nêu rõ, nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh trưởng trên quê hương Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng ông sớm giác ngộ, lý tưởng cách mạng của đảng, không ngại hy sinh gian khổ, tận tụy, nhiệt huyết với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 1959, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng Nhà nước tín nhiệm, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 6, 7, 89, ủy viên bộ chính trị khóa 89 đã đảm nhiệm các chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội khóa 7, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, phó thủ tướng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8, 10, 11 dù ở cương vị công tác nào ông luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc hoàn thành các nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân với những đóng góp to lớn cho đất nước đồng chí đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương đã bày tỏ cảm kích được trao tặng phần thưởng cao quý nhân dịp này. Đây là niềm dinh vinh dự đặc biệt đối với cá nhân ông và phó chủ tịch nước cùng gia đình và đảng bộ văn phòng chủ tịch nước. Nguyên chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của đảng đã luôn tạo điều kiện để đồng chí cống hiến cho đảng cho đất nước. Cảm ơn các thế hệ cán bộ công chức viên chức văn phòng chính phủ, chủ tịch nước về sự cộng tác lòng nhiệt thành và tâm huyết trong công tác. Bước vào năm 2020, năm kết thúc nhiệm kỳ khóa 12, chuẩn bị cho khóa 13, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu to lớn của đất nước trên các lĩnh vực. Nguyên Chủ tịch nước tin tưởng nhà nước lãnh đạo nhân dân ta đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới, truyền thống cách mạng của đảng, của dân tộc.